안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘은 장인 장모님이 한국에 오셔서 처음으로 한국 사돈을 만나는 날입니다. 와, 오늘 엄마, 아버지 멋있고 예쁘죠? 엄마, 오빠 어떠세요? 네, 패션이 참 좋으세요. 아버지 지금 긴장하세요. 아버지 지금 긴장하셨어요? 눈빛이 조금 긴장한 눈빛입니다. 시집 만나면 어떻게 해야지? 한국 사돈 만나면 어떻게 해야 되는지 조금 걱정해요. 말을 통화 좀 맞아. 힘들잖아요. 대화가 안 통하니까 언어가 안 통하잖아요. 오늘 저희 부모님이 먼저 와서 식당에서 기다리고 계세요. 엄마 오래 기다려서 지금 좀 짜증났어요. 저희가 일하다 와가지고 조금 늦었어요. 네. 와, 지금 만났습니다. 네, 처음 만나셨어요. 안녕하세요, 엄마. 안녕하세요. 한국 와서 이번 처음 부모님 소갈비집 가는 거예요. 네, 지금 오늘 저녁 식사는 소갈비 구이 먹을 겁니다. 소고기는 베트남에서 비싼 우리 많이 못 먹었어요. 그래서 이번 시집 초대 첫 번째 소구이 고기. 네, 소고기 구이. 와, 기대합니다. 네, 얼마나 맛있을까요? 기대합니다. 우리 깐 đến đúng giờ. Bây giờ đến tiết mục tặng quà quê cà phê. Quà cà phê. Mẹ cứ đưa cả hai gói. Mà여기 선물 베트남 선물 카페 커피 이거는 가루 커피 이거는 그냥 커피 엄마 이거 요리할 수 있어요 이거는 가루 그냥 먹어요 이거는 요리할 때 요리도 해도 되고 갈아서 먹어도 돼요 Dạo này ở Hàn Quốc corona hơi nhiều cho nên là rất là chăm lo đeo khẩu trang. Nước lạnh, nhà hàng bên này rất chu đáo cho nước lạnh. Và đây là thịt ngâm gia vị. Thịt này là thịt không ngâm gia vị, thịt tươi. Thịt dạo này người ta đổi phương pháp sao ấy, nhìn ngon hơn. Thịt bò của Hàn Quốc. Mẹ ơi, hôm nay đi ăn thịt bò ăn nhiều à mẹ nhé. Ngày hôm nay đi hái ớt nhiều quá, đau hết cả lưng, đau hết cả tay. Bây giờ phải đi ăn mạnh vào. Mẹ ăn nhiều vào. Hôm nay bố chồng mua khao, cho nên là mẹ cứ ăn nhiệt tình đi. Đấy. Đi gặp thông gia là phải uống rượu. Uống rượu xong là tốc là không lái xe được là đi taxi về. Ở bên Hàn Quốc là thế. Hàn Quốc là rót rượu là phải rót cho nhau. Ví dụ như là bố chồng mà rót rượu cho bố thì bố giơ tay rồi lấy chai để rót rượu cho bố chồng. Đấy, đúng rồi. Bố phải đưa chén cho bố chồng cầm. À, thế bố chồng lái xe không uống đâu bố. Thế thì bố rót rót cái nước này. Đây, bố rót cái nước này cho bố chồng. Đấy, chồng con rót rồi cũng được. Bố chồng con với lại chồng con lái xe. À, xui. À, mẹ cũng uống rượu không? Mẹ không uống được à? Thế thôi. Nè. Chồng em rót rượu cho em. Ở bên Hàn Quốc mà rót rượu cho người khác đây giống như là tôn trọng và kính mời đấy. Opa nên em phải rót đây là nước ngọt cho chồng em. Hả? Rót nước ngọt cho chồng em. Và bây giờ nước đã xong rồi đây, cho thịt vào. Thịt bò. Ở Hàn Quốc thì đàn ông sẽ nướng thịt, còn phụ nữ chỉ ngồi quay phim thôi. Thịt bò đây thì rất là mềm và ngon tuyệt vời. Mẹ chồng em thì rất là muốn nói chuyện với mẹ em nhưng mà không biết tiếng Việt Nam cho nên không biết nói sao. Mẹ em cũng thế, chả biết hỏi gì. Mẹ có muốn hỏi gì không để con hỏi chứ? Mẹ muốn hỏi gì? Mẹ hỏi có khỏe không đi? Bà khỏe không? Ông con căng hả thế á? Con căng hả thế á? À, phải không? Hãy nhiều mà.
Mẹ em bảo là không khỏe tí nào. Nhiều tuổi rồi, nên là bị bệnh đường huyết. Mẹ em bị bệnh đường huyết, gọi là bị bệnh cao máu, cao đường à, lượng đường trong máu cao đấy. Thì tìm mẹ chấm vào đấy, muối chấm. Chồng ơi, đưa cho em vợ cái gấp đảo nó đi cho nó cháy mất. Wow, rất là ngon. Con gái đi làm nông nhiều mẹ có buồn không? Thấy con gái làm nông khổ không? Có buồn không? Có lo không? Không ạ. 아니에요. 베트남에서도 농사 많이 쉬어서 보통이에요. 그래도 나는 너무 안 좋아. 일 못하게 딴 거 하라고. 아, 여기도 사는 게 열심히 해야 사니까. 네. Mẹ nói là thấy con làm nông nhiều thế mẹ không thích đâu, tại vì là thấy nó khổ vất vả mà không có tiền ấy, thì muốn đi làm việc khác cho đỡ khổ. Mẹ chồng cũng có nghĩa là muốn đi làm cái việc gì đó tốt hơn một tí, ví dụ như đi làm tóc ấy là tốt hơn rồi đấy, ý là thế. Nó mới chỗ ai mà 엄마 생각 너무 좋아요. 좋은 생각이에요. 맞아요. 모종 nướng thịt rất là giỏi và rất là siêu. Các bạn thấy không ạ? Mẹ chồng ngồi chơi nhưng mà cũng không phải nướng thịt đâu. Bố chồng em ngồi nướng, tí nữa cắt thịt thôi. Hút khói, hút khói. Ồ, thịt nướng. Đây là thịt nướng Hàn Quốc đây các bạn. Thịt bò nướng kiểu Hàn Quốc. Thịt này nướng xong nó rất là mềm chứ nó không có dai và rất là dễ ăn. Lương Ly mẹ ơi. 반갑습니다. 반갑습니다. 건강하세요. 건강하세요. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Wow, rượu soju các bạn ạ. Nặng. Ăn được rồi bố ạ. Bố ăn đi. Bố em không biết nói tiếng Hàn cho nên là ngồi cảm thấy hơi hiền lành. Bình thường mà gặp người khác mà biết nói tiếng thì ngồi buôn dưa kinh lắm. Đây cái này chín rồi mẹ. Mẹ ăn nhiều không phải ngại đâu. Bố mẹ chồng con cứ thoải mái lắm. Và bây giờ bố em đang rót nước. Đấy, bố chồng cũng bảo phải uống hết rượu đi. Xong rồi rót tiếp. Ôi trời ơi. Bố chồng em biết bố em thích rượu mà rót liên tục. Đấy, cũng biết chiều thông gia lắm. Bố chồng là một người rất là hiền và tốt tính. Đấy, hai ông bây giờ ngồi uống rượu với nhau. Không biết nói nhiều nhưng mà cứ uống thôi. Ăn được không mẹ? Maxisseo. Maxisseo cô ấy. Nè. Ở chế độ cả nhà có đĩa mà mỗi mình không có đĩa của mình ở bên này rồi ạ. Cứ mải nói chuyện thôi. Ăn thôi. Chấm vào ăn cắt nhiều vào. Nè. Soju. Nè. Cùng với thịt nhưng mà mùa này nóng rau ấy nó đắt cho nên là thường ở nhiều nhà hàng họ không có sử dụng những cái rau đó. Nè bố ăn nhiều vào, mẹ ăn nhiều vào. Hôm nay làm vất vả quá mẹ ạ. Ôm ăn xui từ xế á, xui ăn chăn không ạ? Còn căng ăn gì á? Ôm ạ, còn căng ăn gì á? Ôm ăn, mẹ uống hết đi. Mẹ uống thử một tí thôi. Không. Mẹ uống thử thôi. Chú cơm ăn mà. Rót một ít thôi mẹ. Chú cơm ăn. Đấy, uống thử xem vị nó như thế nào. Ý của mẹ chồng con là thế. Vị thế nào mẹ? Cô uống đâu, mẹ rót cho mẹ chồng đi. Mẹ rót cho mẹ chồng.
đấy, văn hóa Hàn Quốc là mình phải rót cho người khác để thể hiện sự tôn trọng và mến khách. Trên con gái của mẹ ông mà còn gan gì nè. Ngon quá tuyệt vời. Thấy mẹ chồng em bố phải uống hết cái cốc ấy đi tí nó say. Mẹ chồng em phải rót rượu cho bố, người ta quý người ta mới rót rượu cho đấy các bạn ạ. Bố rót nước nọc cho mẹ chồng được, bố rót nước nọc cho mẹ chồng, rót nước nước này này, nước ngọt mời mẹ chồng đấy. Ông mà ăn chan từ từ à, bố có rót đầy không? Rất ít à? Còn căng ăn gì à? Hôm nay bố em hiền quá. Gặp nhà thông gia hiền hẳn. Và bây giờ về ăn thịt bò thôi. Đói. Ngon. Ngon quá. Gọi mì và cơm. Ai ăn cơm thì ăn, ai ăn mì thì ăn. Và đây là mì lạnh của Hàn Quốc. Ngày hôm nay thì gọi mì lạnh để cho mẹ ăn thử. Đây, mì lạnh của mẹ đây. Mì này nó lạnh và nó hơi dai dai một chút. Làm ra ta một bát mì lạnh như thế này chỉ có mỗi một ít mì này. Với cái nước của nó thì nó cho đá và rất là mát. Thì lần đầu tiên đây mẹ ăn thịt mì lạnh của Hàn Quốc đây. Nó trơn trơn đúng không? Gắp nó không dễ thôi mẹ, ăn thì nó dai dai đấy, rất là mát, ăn thì nó chua chua ngọt ngọt. Ăn không còn à? Ăn thế nào mẹ? Chắc cái nào cũng gật vậy, là ngon hay không ngon hay thế nào? Phải nói cả nghĩ đi. Và đây là bố em ăn thử. Ăn thử xem có thích hay không, không thích thì lại phải đổi món khác cho ăn cơm. Bố ăn thử xem. Bố em thấy nhăn nhăn này, không biết đâu ăn được không. Kiểu nó dai dai ý, mà bố em thì răng hơi yếu, nó hơi thưa thưa cho nên là sợ ăn là nó nhét hết vào răng. Bố ăn thế nào bố? Ăn cuộn với thịt đúng không? Thích thì ăn thêm ít rong biển nữa. Rau rong biển kìa. Rất là ngon mẹ. Ngon hơn không mẹ? Đấy, thấy mẹ em ăn cũng ngon miệng. Đấy, múc vào bát xem ăn thử. Múc vào cái vung cơm đấy, vâng à. Cái đấy thì nó hơi cay cho nên là mẹ em thì không ăn được. Chỉ có bố ăn được cay một chút thì bố còn ăn thử à. Bố ăn thử canh Thuyền Trăng xem có ăn được không. Đây là canh đậu tương hôi của Hàn Quốc. Nó có mùi hôi hôi. Nóng mà bố. Cẩn thận nóng bố. Nó có hôi nóng không bố? Ăn được hả bố? Đấy, bố em cũng ghen mà. Mẹ con cũng không uống được rượu. Suy chả ăn một rồi mà cả. Chế cái rồi mà chả ăn một rồi. Nè. Con không chăm uống rượu, không có giỏi uống rượu. Mẹ chồng con đang khoe là con dâu lớn giỏi uống rượu. (웃음) 네. 네, 정당 구약 건. 어머님이 지금 손자 손녀 자랑하고 있어요. 손자 손녀 자랑은 베트남이나 한국이나 같은 것 같아요. 네, 어머니 지금 손 보고 뭐지? 큰 며느리 네. 엄청 많이 자랑하세요. 네, 큰 며느리 자랑해요. 아버지 지금 엄청 즐겁지? 네. 와. 아버지 장인어른은 술 좋아하셔서 네. 잘 마셔요. 아버님이 지금 물 드시고 있어요. 네. 오빠 사이다? 네, 저는 운전해서 사이다 마셔요. 우리 지금 맛있게 먹고 있어요. 네. 너무 좋아요. 두 사돈은 오늘 처음 만났는데 말은 안 통하더라도 의미 전달되고 사이좋게 얘기 잘하고 맛있는 거 잘 먹었어요.
엄마도 물잘 드세요. 네. 아빠, 부모님 지금 행복해 보여요. 네, 행복하게 웃으시면서 건배하시고 계세요. 네, 컴백! 와. 모습 보니까 좋아요. 네, 좋아요. 아버지, 장인어른 다 좋아하시는 것 같아요. 네, 아버님 계속 웃으세요. 네. 아, 잘 잘 먹었습니다. 먹었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 이게 쉐랑 lắm, tại vì cheo răng sợ rỗng răng. Đa số là ăn xong là phải đánh răng luôn. Và bây giờ bố mẹ chồng em sẽ đi xe riêng và cả nhà em sẽ đi xe riêng về. Bố chồng có nói là mời đến nhà bố chơi. Bây giờ đến nhà bố chồng ăn hoa quả. Vẫn cho kết xin đi ra. Hát mẹ ăn xong em thấy thế nào mẹ? Ngon mà đúng không? Thịt bò cũng mềm, dễ ăn. Thịt bò mềm dễ ăn. Không biết tiếng tầm này nó không biết tiếng thì không biết nói chuyện sao đúng không? Bố đi ra xe đi, chồng con ra xe đợi. Đi ra xe. Chạy đi. Không, đi ra xe đằng kia, đi ra xe lên xe. Không sao đâu, đi chậm chậm được mà. Bố đã say chưa? Uống hết một xe chai soju mà lại vẫn đi tốt, vẫn chưa chân lọ đá chân siêu. Hôm nay bố đẹp trai quá, đấy ăn mặc gọn gàng chưa? Hôm nay đã có một bữa tối rất là ngon miệng và bây giờ sẽ sang nhà bố mẹ chồng.